khởi tố 21 đối tượng hỗn chiến trong đêm. Ngày 23 tháng 7, cơ quan điều tra công an thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can để tiếp tục điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo hồ sơ, giữa hai đối tượng Phan Anh Tú và Nguyễn Hữu Vĩnh Toàn có mâu thuẫn nên cả hai huy động lực lượng hùng hậu, khoảng 30 đối tượng để đánh nhau. Để có lực lượng, Phan Anh Tú gọi điện nhờ đại ca Phạm Thanh Minh giúp sức đi đánh nhóm của Nguyễn Hữu Vĩnh Toàn. Nhận lời, Minh huy động hơn 10 thanh niên chuẩn bị hung khí đến điểm hẹn giao chiến. Nguyễn Hữu Vĩnh Toàn cũng gọi điện rủ gần 10 đối tượng mang hung khí đến đánh nhóm của Tú. Do nhóm của Minh đông người hơn nên nhóm của Toàn đành bỏ chạy. Ngay sau khi nhận tin báo, công an thành phố Tam Kỳ đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, lúc đến nơi thì hai nhóm thanh niên đã bỏ chạy. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện nhiều bàn ghế của quán ven đường bị đập phá hư hỏng. Qua kiểm tra, công an thu giữ hai con dao tự chế dài khoảng 1,5m. Hai đối tượng cầm đầu hai băng nhóm là Phạm Thanh Minh và Nguyễn Hữu Vĩnh Toàn đã bị bắt. 19 đối tượng liên quan cũng bị lực lượng công an bắt giữ cùng nhiều hung khí của hai nhóm bị vứt bỏ nhiều nơi. Trong 21 đối tượng bị khởi tố, có 19 đối tượng đã bị bắt giam, còn hai đối tượng tự giác đầu thú nên được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Xét thấy hành vi manh động, coi thường pháp luật của các đối tượng, công an thành phố Tam Kỳ đang củng cố hồ sơ để truy tố thêm tội danh, đồng thời mở rộng điều tra bắt giữ thêm các đối tượng liên quan. Các bị can bị khởi tố gồm Phạm Thanh Minh, sinh năm 1981, Phan Anh Tú, sinh năm 1987, Trần Đình Duy, sinh năm 1993, Nguyễn Văn Kỳ, sinh năm 1997, Hồ Đức Bảo, sinh năm 1995, Huỳnh Thống Lợi, sinh năm 1994, Trần Quốc Hàn, sinh năm 1994, Trần Bảo Hưng, sinh năm 2002, Nguyễn Lâm Khắc Bảo, sinh năm 2000, Đỗ Thế Hiển, sinh năm 2001, Vũ Đình Huân, sinh năm 1993, Trương Văn Hoàng, sinh năm 1997, Huỳnh Hồng Danh, sinh năm 1993, Nguyễn Hữu Vĩnh Toàn, sinh năm 1990, Nguyễn Hữu Vĩnh Tường, sinh năm 1997, Phạm Đức Khôi, sinh năm 1990, Phan Xuân Hải, sinh năm 1990, Cao Văn Công, sinh năm 1999, Nguyễn Hồng Phi, sinh năm 1995, Phan Trần Công Trường, sinh năm 2001, Nguyễn Quang Trọng, sinh năm 1999. Tất cả các đối tượng đều trú tại thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh, Quảng Nam.